Rồi, hello, xin chào tất cả bà con đang xem kênh nha. Thì bây giờ là 6 giờ sáng mọi người. Thì ăn sáng xong thì anh em tiếp tục. Đó, mọi người có thấy là mọi người đang ở trên cầu Vinori để nhìn cá nha mọi người. Hai anh em này thì đang ngồi ở dưới để canh câu mọi người. Đây, bây giờ mình lên trên đây ngồi với anh em ha, ngồi nhìn cá với anh em. Đây, sau mấy tiếng đồng hồ chạy thì cuối cùng cũng gặp được một cái cây mọi người. Đó, mình lặn xuống dòm thì có cá mà mọi người, có thì làm, không có thì thôi. Mà tiếc một cái là cái cây này không có cá mọi người. Nếu mà có cá thì mình đánh lưới để quay cho mọi người coi ha. Đó, quay cho mọi người coi là biết là đi tìm cá cây là như thế nào luôn. Đó, làm cá cây là phải bơi lặn lội cá ngay vậy nha mọi người, chứ không có phải là dễ ăn mọi người. Rất là cực khổ đi tìm cá ngay mọi người, đi tìm nguyên một ngày. Đây, chào mọi người nha, đây là một chiếc tàu chiến mọi người. Đó, quay review cho mọi người coi luôn, chạy với một tốc độ rất là ghê. Chạy cái kiểu này thì khoảng hai mấy ba chục lý mọi người. Đó, thì cũng có nhiều anh em hỏi mình ra ngoài biển có khi nào gặp tàu chiến hay tàu sân bay gì không mọi người. Thì qua cái video này thì mình cũng xin trả lời với mọi người là gặp miết nha mọi người. Đó, nhìn chạy ghê mọi người. À, gặp thêm một cái cây nữa mọi người, coi thử cây này có cá không rồi đã. Ờ, hình như cũng có nhìn có cá mọi người, có cá. Hy vọng là cái cây này có cá để mình quay tàu đánh lưới cho mọi người coi ha. Mọi người xem video thì cho mình xin một like luôn nha mọi người. Đó, giờ tàu bắt đầu chạy một vòng. Đó, mọi người có thể thấy là có một người chạy xuống để lặn lặn qua đi nhìn vô được cả đi đồng đấy, lặn mà để nhìn cá nha mọi người. Nếu mà có cá là làm buồn câu đấy, đi có cá đấy. Đó, mọi người cũng có thể là nghe những cái tiếng những anh trên tàu nói là báo là có cá cho mọi người. Tàu gặp mỗi lần gặp cây là phải chạy một vòng về mọi người để cái con cá nó về cây mọi người, để cho lặn lặn cho nó dễ nhìn á. Đó, cái phao ngoài đó mọi người, đó cái phao đó có một cái cục dây ở dưới mọi người. Như biết có cá không mọi người ơi. Rồi không thấy gì hết mọi người ơi.
Hình như là có mà cũng có mà ít quá mọi người, ít quá thì không có đánh lưới được ha, ít quá thì đánh ngoài tầm. Rồi không có bơi về tàu rồi mọi người anh. Đó, về thời tiết bây giờ thì cũng rất là lạnh nha mọi người. Bây giờ là 10 giờ sáng rồi mà cũng rất là lạnh. Nhiệt độ nằm khoảng 22 độ, 23 độ mọi người, rất là lạnh. Đó, mình hoạt động khu này thì thuộc về biên 18 nha mọi người. Chúa. Thôi mọi người dễ hiểu là vị độ 18 nha. Ôi chào mọi người nha, nãy giờ chạy câu mọi người, giờ có một em cá dũa đang bắt câu, thì anh em đang kéo câu nha. Thì lúc chạy đi tìm cá cây thì thay bỏ nhận cái bộ lưỡi câu chạy bằng lông mọi người, chạy để kiếm cá ăn luôn. Còn nếu có cái cây nào mà nó ngầm ngầm dưới mọi người có cá ăn là tàu phải rành lui vành tới cái chỗ đó để tìm cá ha. Ôi một em cá dũa mọi người ơi. Rồi con này tầm khoảng 2 kg mọi người, 2 kg. Ok rồi tiếp tục cá mọi người ơi. Hồi nãy giờ khoảng 20 phút mà cá ăn, hồi nãy được một con cá dũa rồi mọi người, không biết đây là cá gì. Hồi như cá trù mọi người, cá ngừ. Hai con. Ồ, hai con cá ngừ mọi người ơi. Cái cũng đỡ lắm. Ồ, cái cũng lớn nha. Để ông coi lại đi. Kéo cá mà cũng hài nha mọi người. Đó mọi người, đó mọi người có thấy là đằng xa xa đằng kia là có một cái giàn khoan nha mọi người. Đó tàu của mình đang hoạt động nằm cách đây ra đó thì khoảng cỡ 6-7 lý mọi người. Giàn khoan hút gần con dầu á mọi người. Hai giờ trưa rồi mà chưa tìm thấy cá mọi người. Mọi người có thấy là đây có một cái ven nước xanh với một cái ven nước tím giao nhau mọi người, rất là đẹp ha. Bây giờ là khoảng 1 giờ kém rồi mọi người, thì tàu của mình vẫn đang chạy đi tìm cá cây nhưng mà vẫn chưa thấy cá mọi người. Mọi anh em trên tàu thì rất là lo lắng cho một chuyến đi biển giả thì nhiều lúc là lúc có lúc không, thì mỗi lần mà những lúc không có cá như thế này thì rất là lo ha. Mình cũng rất là buồn, không biết khi nào mà có một mẻ cá mà quay cho mọi người coi ha. Đây mọi người, đây là chủ tàu mà cũng là tài công nha mọi người. Thì trong lúc chạy đi tìm cá cây thì tranh thủ ăn luôn mọi người. Bây giờ thì cũng gần 2 giờ rồi, giờ mới ăn cơm trưa. Thì mình ăn rồi. Thì mình lên trên này mình nhìn cá. Đó. Vừa ăn vừa chạy vừa làm rồi. Bây giờ thì cũng 3 giờ
chiều rồi mọi người. Thì tàu đi tìm cá cây cả ngày, nhưng mà xui một cái là không có gặp một cái cây nào hết. Thì thuyền trưởng thì quyết định là chạy tàu ra khoảng cỡ 30-40 lý nữa để ngày mai nha tìm. Còn đêm nay là sẽ lên đàn câu mực mọi người. Thì hôm nay thì không có giác lưới nào hết, thì cũng rất là